Phương Dung tiết ngày lành tiệc mở Phương Dung tam tòa tiên thánh hội cộng đồng mẫu sân đàn duyên thiên tiên cũng thị lời để nhất thiên thiên cử chúng thanh đô thượng thiên tự về vân cát thôn quê phủ dày vân cát thôn quê giáng sinh vào cửa nhà lê mẫu cài chân lưu nha xạ nhiệt tham dây mông vân chư phật thầy tất giao văn bí sứ kết tượng văn thành nhí hương vân chư phật hiện toàn thân nam mô nhang cúng rằng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng rằng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng rằng bồ tát ma ha tát xa lan thánh giả cùng thiên nhiên cùng thỉnh mời để nhị mẫu vương nghe vốn xưa xưng thánh nha trong đền thì sau sông sơn chiến trận hải ngại lưu nhiệm binh vương ra du tượng lượng vô hương hòa nổi đẳng thanh tâm nhất chú yên thập phương ủy cung đệ tam chúa tiên đi cung đình mời thánh mẫu đệ tam xích lần lòng lỡ người đền thoại cung dây đình chân đang thần khởi xuống thiên thượng đệ tứ tiền thành nhiệt tài kinh đô phong khoảnh khắc nhân huân thực kiến văn hợp thương tích nhật xa du viễn làm tiêu tai chứng là mô nhang cung rằng bồ tát ma tát na mô nhang cung rằng bồ tát ma tát na mô nhang cung rằng bồ tát sa la